Em đấy cả nhà. Thì những ngày gần đây cũng như là ngày hôm qua nay có những đoạn video phóng sự những người anh em chia sẻ về cái câu chuyện của chú Nghĩa cũng như là có chuyện nội bộ trong gia đình đó cả nhà. Thì sau khi những anh em chia sẻ những đoạn video thì em nhận được rất nhiều cái thông tin, bình luận, comment và có một số cô chú anh chị gọi qua điện thoại em và gửi thông tin đường link của cái video chú U70 qua Zalo cho em Hoàng Nghĩa. Thì sau đó biết nhiều cô chú nói là chú Nghĩa có chia sẻ một đoạn video ở trên kênh cũng những người anh em khác về cái câu chuyện chú Nghĩa lục đục gia đình với vợ là cô Văn đó cả nhà. Thì sáng hôm nay và tối hôm qua em nhận được thông tin nhưng mà em với Nghĩa rất là bận nhiều việc. Thì hiện tại bây giờ là cũng là hơn 7 giờ tối ở Việt Nam, mình quý khán giả ăn thương thì mới tranh thủ thời gian ghé qua nhà của cô Văn. Ghé qua nhà cô Văn để là hỏi lại cái sự việc xem là cái diễn biến như thế nào. Tại vì lúc sáng á, thì cũng có gặp là chú Nghĩa rồi quý cả nhà thân thương, nhưng mà em muốn là để gặp luôn cả hai cô chú. Lúc sáng thì hẹn cô Văn thì giờ đó cô Văn đi làm chưa có về nhà. Thì giờ là cô Văn mới về nhà, chứ hiện nay là em và Nghĩa đang ngồi ở nhà của cô Văn. Thì em mời cô chú anh chị cùng em lắng nghe chú Nghĩa và cô Văn chia sẻ về những cái câu chuyện vừa qua. Dạ con chào chú Nghĩa. Chào hai em Dạ con với chào cô Văn. Dạ chú Nghĩa ơi. Thì lúc mà sáng với trưa con cũng có ngồi trò chuyện với chú. Con hỏi về những cái câu chuyện mà lùm xùm về cái vấn đề mà chú với cô Văn là hai vợ chồng cô chú sau khi đám cưới thì cách đây khoảng chừng con nhớ là chắc cũng khoảng 2 đến 3 hôm là chú có ghé văn phòng của con buổi sáng khoảng 7 giờ mấy. Thì sau đó con mới hỏi chú là cái việc mà sao qua đám cưới là mua bán được không chú, thì chú vẫn nói là mua bán bình thường đó. Thì con mới hỏi là chú sao hôm nay lên con sớm vậy, chú mới nói là mới ngủ ở nhà với cô Văn chạy về trên này để đi bán rồi ghé qua con để tí lấy hàng đúng không chú. đúng rồi. Thì đó, thì sau khi con nghe chú chia sẻ rất là vui, con mới nói chú thêm một câu nữa là rồi chú có định có tìm mặt bằng chưa, tìm mặt bằng thì nói với con biết. Thì chú mới nói là cũng đang chuẩn bị từ từ, chú cũng nói là mới ngủ này về thì cứ ngỡ là hai vợ chồng đầm ấm. Thì sau khi mà con nhận được tối hôm qua con nhận được một cái đoạn video của những anh em khác ghi hình, thì con xem cái đoạn video mà cô chú anh chị chia sẻ qua Zalo cho con đó. Thì trên cái đoạn video đó con có nghe chắc có lẽ là không lầm tiếng của chú và hình ảnh của chú. Chú chia sẻ trên đoạn video á là không phải kênh con nha, kênh của những anh em khác, là chú nói là chú với cô Văn cãi nhau. Chú thì giờ hiện tại giờ có cô Văn, chú có thể là chia sẻ giùm con đó là cái việc mà chú chia sẻ trên kênh đó là có thật sự chú và cô Văn có cãi với nhau không ạ? Hôm nay là tôi nói thật là xin chào là cộng đồng mạng và khán giả. Thì sự thật ra thì cái chuyện này thì tôi xin nhận là tôi sai. Tại vì giữa vợ 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 tôi có đêm qua thì đêm trước thì có nói những cái câu mà nó hơi là xúc phạm, cho nên là tôi nghĩ rằng sáng cái tôi nóng rồi tôi gặp là các anh em là đến là quay á, thì tôi lúc đó tinh thần của tôi nó sao đâu á, nhưng tôi suy nghĩ lại dù sao một ngày một bữa cũng là vợ là chồng, cho nên tôi xin cộng đồng mạng và khán giả hãy nghĩ rằng là tôi không biết, tôi không rành cái vấn đề của tôi là nó như thế nào, cho nên tôi phát ngôn thì có một phần là hoàn toàn là tôi không không có nói, cho nên nó nhiều cái sai lầm, những cái câu nói của tôi nó không có rõ ràng, cho nên nó là anh em là đó là đưa lên cái trường. Có ai mà có vợ mà như tôi mà có một người vợ mà từ đầu đến đuôi tôi nói rồi là tôi được là diễm phúc là mai phúc lắm rồi, cho nên tôi muốn duy trì người vợ của tôi để cái tuổi xế chiều, chứ tôi không phải tôi xin thưa tất cả các đồng mạng, không phải là tôi lên đây lên cái clip đó mà để mà tôi tuyển vợ. Tôi đâu phải là một người, tôi đâu phải là một người mà không biết suy nghĩ. Thí dụ bây giờ giữa tôi và vợ tôi có cái gì mà đánh tác hại đi nữa, thí dụ thì cũng khoảng thời gian thôi, thì một năm hai năm thí dụ tôi mới mới là không phải là tôi tuyển vợ mà tôi đi tìm người để mà chia sẻ cái tuổi xế chiều, chứ tôi không phải là tôi ham hố hay gì hết.
tôi xin hôm nay tôi xin chân tôi xin là cộng đồng mạng và khán giả hãy hiểu cho tôi những lời nói tôi nhiều khi có hơi sai trong đó, nhiều khi cũng có đúng trong đó, nhưng cái sai của tôi là người ta người là cộng đồng mạng sẽ nổ ra cho lớn, chứ thật sự ra tôi không có ý nghĩ gì hết. Dù sinh như thế nào, tôi sống với vợ tôi dù là một ngày thì cũng là vợ. Cho nên tôi không, tôi sai lầm là nói chuyện với anh em YouTube đó và cái kênh khác đó, thì cho nên bây giờ tôi suy nghĩ lại là tôi hối hận. Vì vậy nếu mà vợ tôi mà hiểu được cái tính của tôi nóng mà nhiều khi nó phát ngôn nó không đúng chỗ, chứ sự thật ra là tôi không bao giờ mà tôi nghĩ rằng là là đi vừa chưa gì hết, vợ tôi với tôi chưa có cái gì hết mà tự nhiên cái lại là chia tay hay là tôi chuyển vợ, đó là vô là hoàn toàn không có. Còn một cái điểm đó, tôi nói làm cho lên rất tất cả các anh em đó góp gạo thành cơm, chứ tôi đâu phải là tôi mà bây giờ là tôi đi tuyển đâu, tôi chưa bao giờ dám, tôi không bao giờ dám rồi đó. Tại vì sao? Mình là cái gì của xã hội này, mình như thế nào mà tại sao mình đi lại làm như vậy? Tôi đâu phải là một người đại gia hay là gì đâu. Tôi đã từng nói hoàn cảnh của tôi rất khổ này kia từ đó suốt mấy năm nay. Thì hôm nay tôi gặp vợ tôi, thì vợ tôi á thì nó có một cái tấm lòng mà nhiều khi vợ tôi á, nói thẳng tôi cũng hơi nhiều khi cũng buồn buồn trong lòng là vợ tôi nó bướng lắm, cho nên là nhiều khi tôi nói mà cổ tưởng là tôi hằng học hay là gì, không có đâu. Mình phải thương vợ, thương con, thương để chi, để gắn bó với nhau cái chuyện kế chiều cho nên hết cả cuộc đời này. Cái hiện tại bây giờ thì tôi sống tuy là hai vợ chồng tôi cách xa, nhiều người hỏi là tại sao vợ nơi chồng ngã, tôi xin thưa nói với tất cả các anh em làm vậy, vì cuộc sống cho nên tụi tôi phải xa nhau một thời gian. Nếu tôi có điều kiện thì tôi sẽ rút về gần nhà bên vợ tôi để mà hòa hợp sinh sống, để mà đùm bọc với nhau, chứ đâu phải là tụi tôi là mỗi người mỗi một nơi đâu. Cho nên nhiều người hỏi tôi, nhiều khi tôi trả lời, nhiều khi trả lời mà người ta còn gặn ghẻ hỏi tôi tại sao, thì tôi mới nói vậy. Nó cho nên một tuần đó thì vợ tôi cũng nói thôi bây giờ ở xa một ngày hai ngày đó, thậm chí chừng nào anh khỏe thì cũng cho người sẽ anh về đó. Thì cho nên là diễn vợ chồng tôi phải cách xa nhau, nhưng thường xuyên liên lạc bằng điện thoại Zalo video đàng hoàng, hai vợ chồng cũng to nhỏ nói chuyện vui cười. Có lúc thì vợ tôi cự tôi, hoặc là có lúc tôi hơi nóng thì nó đầu là có xảy ra chuyện. Như sự sợ ta trong tâm tôi không bao giờ mà cái kiểu mà sống mà không có tình, không có nghĩa. Chưa chi mà tôi lại lên cái clip này mà nói tôi là tôi đi chuyển vợ, nó hoàn toàn là không bao giờ có. Đó, tôi hôm nay tôi nói hết tất cả các mình, các cái tuổi của tôi bây giờ thì làm sao mà được cái danh dự đó để mà tuyển vợ. Tôi có một người vợ như thế này thì đó là trời ban phước cho tôi rồi, đáng lý ra tôi phải giữ để vững chắc giữ vợ chồng tôi đó. Thôi hôm nay tôi nói mong rằng tất cả các đồng mạng và khán giả phải hiểu cho tôi. Nhiều người đã vô bàn phán thì tôi không ngờ thiệt, tôi vô tình đó chứ không phải là tôi cố ý đó. Thì tại lúc bữa đó ngày đêm đó là vợ tôi có nói một câu là cho nên là tôi nóng quá, cái rồi tôi mới là sáng sao tôi vẫn còn bực mình, cho nên mới là mấy anh kia là mấy em cái lại quay, thì lúc đó làm như cái đầu của tôi á thì nó không có được cái là lưu lót gì mấy, cho nên tôi rất sai. Nếu vợ tôi tha thứ cho tôi được thì tha, còn nếu vợ tôi không tha thứ thì tôi đành chịu. Chứ bây giờ tôi nói như thế nào thì vợ tôi cũng có hiểu được tôi không? Đó, tôi xin có đôi lời như vậy.
chú Nghĩa ơi, chú Nghĩa có thể là cho con được biết thêm đó là trên cái đoạn video của con thì chú lại không nói là vấn đề mà có là chia tay với cô Vân, là hiện tại giờ chú cháu mình ngồi trò chuyện bên cạnh chú là cô Vân bà xã chú, nhưng mà con xem không làm trên cái đoạn video mà của những người anh em chia sẻ về cái câu chuyện của chú đó, là có một cái đoạn là con xem làm như là không nhầm là chú nói là chú chia tay với cô Vân, chú nói chú chia tay, thì chú có thể chia sẻ giùm cho con và quý khán giả được biết đó, trong cái trường hợp đó chú và cô Vân thì dặn nhau, nhưng mà chú có nói trước cho cô Vân biết là chú chia tay chưa, hay là lúc đó chú lên kênh rồi chú nói luôn? Không, thì chú cũng nói vậy, thì nói thẳng ra tôi tính tôi nó lúc là nóng nóng lắm, nhưng mà điều lúc tôi cũng nguội lẹ lắm, nhưng mà cái nói tiếng hai chữ chia tay á là cái chữ bất đắc dĩ, tại vì tôi nóng vợ tôi cho nên nói cho vợ tôi nó hả giận tôi coi, chứ ngoài ra thì cái lòng dạ của tôi là tôi không bao giờ tôi muốn chia tay với cô vợ tôi đó, cho nên nhiều khi các anh em á mà phía quay á thì sẵn dịp đó là tôi nói để cho cái lòng dạ của tôi, với hai nữa là tôi làm sao mà tôi không thương vợ tôi được, tại vì ngày đầu vợ tôi mới gặp tôi mà vợ tôi đã cho tôi biết nhà cửa này kia rồi, cũng đồng ý là thành hôn với tôi là đến hết cuối cùng, nhưng bây giờ tôi không, cái đầu óc của tôi á thì nói thẳng ra thì nó nóng quá, sai quá, rồi tôi có nhắn tin vợ tôi là nhiều lắm, rồi bắt đầu tôi mới xin lỗi vợ tôi đó, thì cái chuyện gì mà làm được thì coi như em thấy cái nào thì có tha lỗi cho anh thì tha, còn không thì anh phải chịu thôi. Cho nên đó, thì tôi nói với cộng đồng và khán giả cũng mong rằng phải thông cảm cho tôi và nghĩ rằng là tôi là con người chứ đâu phải mà không biết tình nghĩa là sao. Dù vợ tôi ở tôi một ngày cũng gọi là vợ chồng. Đó thì hôm nay anh đến đây, chồng đến đây để nói với vợ, thì vợ mới tha thứ cho chồng. Thì chồng vợ cũng đã hiểu được một phần nào cái tính tình đó, cho nên là nói, nhưng mà thực sự ra thì cho nó hả giận thôi, chứ ngoài ra thì anh không bao giờ dám xúc phạm đến vợ đâu. Dù rằng vợ mình xa ở nhà thì nói ra nói lại, nhưng lên cộng đồng mạng thì anh chưa hề mà nói xấu vợ đó. Trước ở đây thì có hai em Phúc và Nghĩa và cộng đồng mạng và khán giả, anh xin lỗi em những gì mà anh để cho em mà có một cái sự mà người ta hiểu lầm là em như thế, đối xử với anh như thế nào, nhưng thật sự ra em là người vợ thì anh hiểu, tại vì anh nóng quá. Cho nên em lần này thì anh thành thật xin lỗi em, và mãi mãi về sau là vợ chồng mình có cãi giả với nhau thì cũng nhường nhịn nhau đó. Thì thôi, bây giờ anh có đôi lời như vậy thì em có tha thứ cho anh không, đó là tùy em. Anh cũng không có mà muốn cái gì hết, nghĩ như em là xấu hay là hết. Em nghĩ sao? Nó qua nó lại thôi. Em nghĩ là chuyện đơn giản thôi, đâu có gì đâu. Thì vợ chồng nào mà không có ai không có giận hờn với nhau thì giận hờn với nhau vậy, bữa cũng về thôi. Tại sao mà anh lên cộng mạng anh nói như vậy? Cộng mạng không hiểu mà hiểu cho em mà nói là em, chứ em hất hủi anh hay là cái gì? Em điện thoại cho anh mấy lần luôn, anh không bắt máy. Dạ, cho con xác minh. Chú Nghĩa, là cô Vân nói là gọi điện thoại cho chú không bắt máy. Chú có thể cho con và quý khán giả được biết là trong cái thời gian mà cô chú dặn nhau chú đi bán đó, là cô Vân có gọi cho chú không à? Có. Có không chú? Có. Mà chú có bắt máy không? Không. Vậy là cái câu chuyện này có. Để cộng đồng mạng hiểu lầm được em mà nói là em chắc em anh về sống với em mất khủi anh, là em trẻ là cái gì đó, em có tiền hay là gì đó em mất khủi anh, mà sờ kê là không có gì đó, em không biết anh là anh sẽ lên, em còn không biết anh lên mạng mà anh nói như vậy nữa. Con dâu em nó còn điện hỏi mẹ có hay gì không, mẹ hỏi gì cái chú đó tại sao điện mà lên nói mẹ như vậy, em còn không hay luôn đó, mà tại sao anh làm như vậy?
em đối xử với anh như thế nào anh cũng hiểu rồi. Em không có cần là anh phải như gì như nọ với đối với em. Em chỉ cần cái tấm lòng của anh thôi. Rồi nếu em nói vậy thì anh nói thật, thì anh cũng có cái nóng kính, nhưng mà anh không kiềm chế được. Cho nên đó là anh gặp mấy anh em thì chẳng dịp cái đang nóng trong người, rồi bắt đầu anh nói luôn cho hải giận thôi. Chứ sự thật ra thì anh rất thương em từ hồi đó đến giờ, từ ngày đầu tới giờ anh cũng thường nói với em mà, hoặc là trong Zalo cũng vậy, nói chuyện trong điện thoại cũng vậy, anh lúc nào anh cũng coi em là một người vợ mà anh thường mong ước. Hôm nay thì cũng nhờ phúc và nghĩa mà vợ chồng mình mới được ngày hôm nay. Thì cho nên bây giờ em phải tha thứ cho anh đi, anh biết mà, anh biết lỗi. Nhiều cái điện thoại anh đếm từng lúc là tới 9 cái điện thoại, tính cái cuộc gọi mà anh không mở máy, không nghe. Đó, cho nên em thôi bây giờ anh nói vậy rồi, thì vợ chồng làm sao mà không có cãi giả, dù to hay lớn. Rồi thôi bây giờ nếu anh có sai phạm như vậy thì em cho anh một cái cơ hội, anh sửa chữa để làm trọn một người chồng, đối xử với vợ cho tốt. Mẹ muốn nói gì nữa không? Hôm nay anh thành thật xin lỗi em, và cộng đồng mạng hay là khán giả hãy hiểu. Cho nên bây giờ tôi xin hứa với cộng đồng mạng và khán giả và vợ tôi, không bao giờ tôi tái phạm vấn đề này. Chứ thứ hai nữa, vì tôi cũng không có rành cái truyền thông của cộng đồng, cho nên nhiều khi tôi nói mà tưởng đâu là cái chuyện nó không có xảy ra, đâu ngờ đâu là tôi dạch lưng mà cho người ta coi thẹo mình. Nó thật sự là không phải là tôi muốn như vậy đâu. Và tôi cũng mong rằng tất cả các kênh mà đến, đúng ra là tôi không bao giờ là tôi có ác ý gì với vợ tôi hết. Vì tôi nóng quá tôi mới nói vậy thôi. Đó, cho nên mong rằng cộng đồng mạng, khán giả và nhất là vợ yêu của tôi sẽ tha thứ cho tôi. Đó, thì bây giờ lần cuối chồng xin lỗi vợ tha thiết, nhưng sau này vợ cũng phải to nhỏ nhẹ với chồng để cho chồng phấn khởi. Chồng buôn bán một mình, nào cũng gì của một mình hết, cho nên cái đầu óc của chồng là lúc nào cũng căng hết trơn. Nó ngày nào cũng phải là tính ra tới chiều phải có cái đồng lời nó bao nhiêu. Đó. Thôi vợ cũng tha thứ cho chồng nha. Đó. Và cộng đồng mạng cũng vậy, thì tôi nay tôi biết sai, biết lỗi. Thì những gì mà cộng đồng mạng với khán giả mà bình luận, tôi xin chân thành rất cảm ơn những cái sai lầm của tôi. Nói như vậy á, mà cộng đồng nghĩ em như thế nào? Nếu mà đổi ngược lại như em làm như vậy thì anh nghĩ làm sao? Anh thì, có buồn không? Thì nói ra thì có trước mặt của Phúc với Nghĩa, mà tôi nằm tôi giỏng mà tôi uống cà phê, thì tôi chợt ra tôi thấy trời nó bình luận quá trời luôn. Thì nói thật ra là anh biết là lỗi của anh, cho nên là anh giật mình, anh không thể nào ngờ được mà bình luận người ta nói anh quá rất nhiều. Em nói lại bây giờ anh thấy rằng là đúng sự thật, thì bây giờ anh cũng nói anh biết sai thì anh sửa. Đó, thì bây giờ em trước đầu lòng mạng em có tha thứ cho anh không, để cho anh có một cái nghị lực để mà anh buôn bán hàng ngày. Chứ hiện tại bây giờ là đầu óc của anh á mình một lúc nào lấy hàng này kia đủ về bán này đẩy đi rồi chiều về nấu cơm nấu nước ăn. Cho nên nhiều khi mấy anh em hỏi tại sao mà chồng một nơi vợ một nơi, tôi xin thưa với mấy em là vậy, là vợ chồng tôi là lo cái cuộc sống lâu dài và bền, chứ đâu phải một ngày một bữa đâu mà gần nhau. Thì vợ chồng mà một tuần lễ 2-3 ngày thì tôi về cũng được, nó đâu có gì đâu.
nói thôi thôi bây giờ em anh biết cái sai của anh rồi, anh biết nguyên ngày nay anh làm như vậy em không có làm được có một cái gì hết trơn á, mà anh biết cái đầu em mà cứ cứ nghĩ làm tầm bậy bạ, còn ví dụ vô máy móc người tay chân rồi sao. Rồi nghĩa là điện thoại cho em á, em mới hẹn là chiều nay là gặp, ghé cái gặp rồi em, nếu mà anh không ở đây em cũng phải lên mạng phải nói cho cộng đồng mạng hiểu được em không có đối xử anh như thế nào, rất là đàng hoàng với ảnh, nhưng mà không ngờ anh lên anh nói như vậy. Ông Đặng có suy nghĩ hiểu gì cho tôi là tôi không có làm cái gì mà để cho anh tổn thương hết trơn á. Đó ngang giờ ngang mặt ảnh á thì mấy em mới mặn mặn không tin hỏi ảnh được, ơi tôi chưa bao giờ mà đối xử anh tạm tệ một cái gì rất là bình thường, tôi còn phiên ảnh nữa gán đi vợ chồng mình từ từ, tại vì điều kiện của ảnh là tại vì ảnh buôn bán kia nó mối mang cũng quen rồi, thì tôi làm đây hồi nào giờ đây rồi tôi mới nói ảnh là để từ từ đi rồi xu xếp mà có điều kiện rồi mình về đây gỡ gần đây, tôi vợ chồng tôi cũng tính như vậy, nhưng không ngờ ảnh lên mạng nói như vậy làm rất là tổn thương tôi rất là nhiều. Nhưng mà tôi em nói cho anh biết bây giờ em có tha thứ anh không, thời gian đi, em buồn lắm, bây giờ em đang buồn dữ lắm. Thời gian bao lâu em? Em không có cho anh thời gian được, bây giờ em đang buồn lắm, em gối rồi. Tại vì anh đã đến cộng đồng mạng rồi, anh biết cộng đồng mạng nó có biết bao nhiêu về em không, nghĩ xấu về em nữa. Nói là em đối xử với anh này kia chắc vậy anh mới lên mạng mạng vậy, mà em có đối xử anh như vậy không? Thôi bây giờ nếu em nói vậy là anh biết cái lỗi. Và cái thứ hai nữa, thì bây giờ trước mặt cộng đồng và khán giả thì mong rằng các khán giả và cộng đồng cũng phải hiểu vợ, đưa được cho vợ tôi và cũng có một lời nào đó để cho vợ tôi là ấm áp lại, đừng hắt khẩu tôi vì tôi tuổi cũng đã xế chiều rồi, cũng mong rằng là có một cái mái ấm. Thì hôm nay lần cuối cùng tôi cũng xin là cộng đồng mạng và khán giả hãy giúp tôi có một lời nào đó cho vợ yêu của tôi, nó sẽ lạnh lại và yêu thương nhau, lo lắng cho nhau. Đó là lời của chân thành của anh đó. Thôi giờ vợ tha thứ chữ chồng nha. Tôi xin cộng đồng mạng và khán giả, tôi xin nói một lời cuối cùng là cái vấn đề mà tuyển vợ là tôi không bao giờ tôi có ý đồ mà tuyển vợ một lần rồi, cho nên nhiều khi anh em không hiểu thì nói tôi là như thế này, là tuyển vợ em có. Vì tôi mới vừa xong với đám cưới của vợ tôi, thì thí dụ đi, cho nó thí dụ đó. Thì bây giờ mà nếu mà vợ chồng tụi tôi mà có cái gì nữa thì tụi tôi chưa dứt khoát mà, thế là làm sao mà dám mặt nào mà đưa lên cái cộng đồng mạng để mà tôi tuyển vợ. Mà trong khi đó tôi đâu có cái gì đâu mà như thế nào đâu, mai phước là tôi gặp người vợ như là vợ tôi bây giờ, không đòi hỏi nhiều mà chấp nhận tôi lúc ngày ban đầu liền, cho nên tôi rất là cảm động và xúc động lắm chứ. Cho nên mong rằng tất cả các anh em hiểu cho tôi và cộng đồng bạn và khán giả, tôi không bao giờ tình cũ này tôi không dám mà nói tiếng hai chữ tuyển vợ đâu. Nói xin cộng đồng mạng hãy nghĩ lại cho tôi. Chồng nói với vợ như nè, thì chồng á thì cũng rất thương vợ lắm từ ngày đầu, thì những cái gì mà chồng sai mà nói mà không có linh tinh để cho cộng đồng mạng hiểu lầm là vợ. Cho nên chồng mong vợ cũng hiểu cho chồng, tha thứ sớm khi nào tốt nấy, để chồng có một cái nghị lực để mà chồng buôn bán đó, để mà nghĩ đến cái tương lai của hai vợ chồng mình. Thì em nghĩ sao? Thì vậy nói là nếu mà em coi trên cộng đồng mạng á, nếu mà cộng đồng mạng bình luận á mà tha thứ cho anh á thì em tha thứ, còn nếu mà cộng đồng mạng không tha thứ cho anh là em không tha thứ. Rồi. Mỗi ngày em coi trên cộng mạng, nếu mà đồng nạn mà tha thứ cho anh những cái hành động của anh làm như vậy đó, nếu mà cộng mạng tha thứ cho anh thì em tha thứ, còn nếu cộng mạng không tha thứ thì em không tha thứ cho anh. Rồi, anh hiểu. Vậy thì tôi là một lần phút cuối cùng này, tôi cũng mong rằng các cộng đồng mạng và khán giả hiểu được cái lòng của tôi và có một cái lời lời nào đó an ủi vợ tôi, để cho vợ tôi nó sẽ tha thứ cho tôi. Đó là tôi rất cảm ơn cộng đồng mạng và toàn thể tất cả các anh chị bình luận nhiều vào để cho vợ tôi nhẹ lòng lại một chút.
là trên cộng đồng mạng và khán giả cho tôi một cái cơ hội là để tôi sửa chữa cái sai của tôi, để làm tổn thương vợ tôi, thì mong cộng đồng mạng và khán giả, tất cả anh chị em bình luận cho tôi, cho vợ tôi một cái lời nói để cho vợ tôi là được an lòng và tha thứ cho tôi. Còn tôi nghĩ chiều này đó, tôi nói với Phúc, tại vì cái đầu của tôi nó hết rồi, cho nên tôi nói nếu mà cái này mà vợ tôi mà không tha thứ cho tôi, không phải là tôi nghĩ đến vợ tôi mà tôi phải nhảy cầu, mà tôi tức là cái lương tâm của tôi, đầu của tôi, tại sao mà tôi làm như vậy đó. Tôi nói thẳng ra cuộc đời của tôi thì không phải là, cho nên là tôi nghĩ đến vợ tôi, là thương vợ tôi nhiều, thì mong rằng cộng đồng mạng ráng giúp cho tôi là có một lời nói khuyên cho vợ tôi, tha thứ cho tôi. Không phải là chồng quá cái sức gì đó, cho nên nếu mà chồng suy nghĩ lại những cái chuyện việc làm của chồng sai mà rất là bậy, là làm tổn thương cho vợ. Nhưng chồng không biết nghĩ là cộng đồng mạng hay là ai, hay là vợ có tha thứ cho chồng không, thì chồng nói thiệt, hồi chiều này cơm nước đó, nói thiệt chồng cũng ăn được bao nhiêu. Nhiều khi chồng nghĩ là thôi đời mình không còn cái gì nữa, rồi tôi tính nhảy cầu để cho nó an phận, chứ không còn nó là đem lại những cái nỗi buồn tổn thương bên ai nữa hết đó. Thì thôi bây giờ vợ tha thứ cho anh một lần cuối. Nói vậy em bây giờ em có tha thứ hay không á, thì để cho em bớt ngủ, em đang buồn lắm. Cái nhất thứ hai nữa thì bây giờ em có tha thứ anh sớm hay không á là do khán giả. Nếu mà khán giả bình luận mà tha thứ cho anh thì em sẽ tha thứ cho anh, tại vì chuyện này nó không phải em làm lỗi, anh làm lỗi. Nhưng mà khán giả nghĩ về em mà tại chắc em là không tốt vì anh mới làm như vậy, mà thật ra là không có nha khán giả. Tôi rất thương chồng tôi, nhưng mà tại vì điều kiện là tại vì chưa có điều kiện là chồng tôi ở gần bên tôi thôi, chứ tôi rất thương chồng tôi. Bởi vì khán giả đừng hiểu lầm tôi đừng có nghĩ là tôi chắc tôi hất hủi chồng tôi, không có đâu nha. Bởi vì hôm nay là em nói anh rồi, em chưa tha thứ anh đâu, là nếu mà khán giả tha thứ cho anh thì em sẽ tha thứ cho anh. Cũng rất mừng và cũng rất vui, dù nếu mà mai này em không tha thứ cho anh cũng vẫn vui, và anh cũng trân trọng một người vợ mà anh đã yêu quý đó. Thì bây giờ một lần nữa tôi cũng mong rằng cộng đồng mạng và khán giả có một lời nào, và những các anh chị, anh em, cô bác nào bình luận những gì sai phạm của tôi thì nên hiểu được giùm tôi. Tôi rất cảm ơn. Em mà không thương anh á thì em không bao giờ mà lên chương trình, nhờ chương trình mà để kết nối em với anh vậy đâu. Tại vì em nghĩ anh á là thật, em cũng thật, thương anh thật, em mới dắt anh về nhà. Lên tới chương trình, anh biết lên chương trình là em rất là ngại. Người phụ nữ mà đi kiếm người thanh niên đó là rất là ngại, mắc cỡ lắm. Nhưng mà tại vì em thương anh, em mới làm như vậy. Mà tại sao anh không hiểu mà anh phải làm như vậy? Bây giờ chồng hiểu vợ rồi, vợ nói kìa, thì chồng sai, thì chồng sẽ sửa chữa. Từ đây sẽ đi, thì vợ chồng mình sống đầm ấm và hạnh phúc. Nói vợ tha thứ cho chồng rồi, chồng biết vợ là có một tấm lòng mà nghĩ đến tôi, hay là nghĩ đến chồng, cho nên là ngày đầu là vợ đã chấp thuận và đưa tôi về nhà để ra mắt con cái hay biết gia đình. Thì tôi rất là
rất yêu quý vợ nhiều lắm. Cho nên bây giờ vợ nghĩ lại và tha thứ cho chồng một lần nữa. Chồng không để cho vợ tổn thương nữa đâu. Và tôi chỉ xin hứa với đồng cộng đồng mạng là không bao giờ mà tôi sai trái với vợ tôi những cái điều mà phát ngôn bừa bãi ở trên cộng đồng. Thì tôi xin tất cả các mọi người và cộng đồng và khán giả, các anh chị em thì cũng cho tôi một cái cơ hội động lực để mà tôi lo cho vợ con. Con cũng thưa với chú Nghĩa, cô Văn lại gì nè. Chú Nghĩa có nhớ không? Ngay cái ngày mà cô Văn mà xem qua được cái chương trình của chú Nghĩa mà tìm người bạn một nửa yêu thương của mình để về như là chia sẻ những cái buồn vui trong thời gian mà chú mất đi một số, thì sau đó cô Văn tìm được và cô Văn có lên đến chương trình để gặp chú, và sau đó là cô Văn có mời chú về nhà. Con nhớ không sai là tối hôm đó cô chú ghé lại chỗ văn phòng con, mà chú lúc đó là Nghĩa còn ở trong văn phòng con ngoài ghế salon. Chú có nói với con một điều là: chú Phúc ơi, cũng là khoảng 20 năm rồi tôi mới có được một người phụ nữ thương, nhưng mà giờ đó là nếu mà tôi tính mà mua nữ trang đó thì cũng phải là khoảng 20 triệu. Chú nói là khoảng 20 triệu, nhưng mà giờ mua bán ế ẩm quá, từ mùa dịch tới giờ là mang thua lỗ, mà bây giờ để lâu thì tôi sợ á, bên gia đình của cô Văn á rồi thấy tôi lớn tuổi rồi dư nghị này kia rồi tôi sẽ mắc cô Văn. Chú Phúc có thể giúp cho tôi thêm một lần nữa hay không? Con mới hỏi chú giúp cái gì, chú mới nói với con là giúp cho chú 20 triệu rồi chú làm từ từ chú trả lại. Nhưng mà lúc đó con trả lời chú một câu là việc này con không hứa, nhưng khi cô với chú đến với nhau đôi ba bàn thì con sẽ hỗ trợ, nhưng có gì ngày mai con trả lời với chú. Thì ngày mai chú lên con nữa mà chú rất là nôn nóng, chú hỏi con là chú Phúc ơi giúp tôi một lần nữa đi. Con mới nói chú á là con giúp chú nhưng con không cho mượn. Con gửi cho chú nhưng mà con không nhận lại, đúng không chú? Ừ, đúng rồi. Con gửi cho chú mà con không nhận lại. Nhưng mà lúc đó con mới nói chú một điều là này: chú ơi, bây giờ cô với chú đôi khi mới mẻ, mới quen nhau, thương nhau, đôi khi là yêu với nhau có vội vã lắm không? Mà trong cái tháng này là tháng 7 nữa, sao mà cô với chú không bàn bạc lại để qua tháng 7 đi? Thì chú mới nói con á là sợ kéo dài thời gian thì tôi lớn tuổi, bên vợ người nó vô nó ra, và lúc đó tôi sẽ mắc cô Văn, nên trước chú cũng giúp, sao chú cũng giúp tôi, chú giúp tôi đi, đúng không chú? Đúng mà. Thì gần đến lễ chú mới nói là làm ở ngày 30 tháng 4, ủa là xin lỗi, vào làm cái hôm đó là ngày 9. Dạ, tháng 9 3 tháng 9 chứ lộn, ngày 3 tháng 9. Thì con mới nói chú á, rơi vào mấy ngày lễ con bận lắm, có thể là để qua lễ đi. Thì chú vẫn nôn nóng, chú nói là trước cũng giúp chú rồi, sau cũng giúp. Chú có nhớ cái ngày mà con xuống đây con trao cho chú 20 triệu và cùng có mặt cô Văn, chú có thấy là con cãi Nghĩa không? Chú nhớ không? Hôm nay con nói với chú luôn là chú biết con cãi vô gì không? Con nói tại sao không bàn ra mà lại quyết định quá sớm để qua lễ rồi hả làm. Con nói cô Văn, con nói Nghĩa mà hôm đó không cự, chắc cô Văn nhìn thấy á. Tại có nghĩa là vợ con chuyển tiền cho tài khoản cho Nghĩa, cái việc đó là hai anh em cùng hỗ cùng lo, nhưng mà vợ con chuyển tiền vô đó, chuyển thêm vô cho chúng ta phải cho Nghĩa. Thì khi lúc đó Nghĩa đưa tiền ra, con mới tự Nghĩa nói là tại sao mà không thống nhất qua đó. Thì chú Nghĩa tưởng nó là con Nghĩa thì lợi cũng về vấn đề đó, con nói là sao không để qua lễ đi rồi làm, gọi quá chứ cô biết sao cũng muốn để qua lễ không, kéo dài không, để cho cô với chú, ví dụ đi chú có tật xấu thì cô phát hiện, còn thí dụ nó là cô có tật nóng tính hay là gì hay là xấu gì đó chú phát hiện, thì lúc đó không phải bị đổ vỡ gì sao, để yếu con lại vậy. Và con còn nói thêm với chú một câu vậy nè: con đã hứa hỗ trợ chú 20 triệu rồi, dù cho chú tìm hiểu cơ quan cảm thấy không hợp mà chú hợp, bất cứ lúc nào chú trả lời, chú nói với con rồi, bữa nay thấy hợp rồi, con vẫn tiếp tục, không phải là tháng này tháng sau, bất cứ tháng nào con vẫn hỗ trợ chú cái số tiền mà nó hứa. Mà chú lúc đó chú nôn nóng giống như là yêu quá trời yêu rồi, nôn nóng, đúng không chú? Đúng rồi. Tại vì lúc đó là vợ tôi nó quá nhiệt tình và mình cũng nôn theo ý của vợ mình đó, thì nên là cũng hối thúc là Phúc, nhiều khi Phúc á, nhiều khi cũng muốn là để cho cái thời gian ngày tốt hay là tháng tốt gì đó, nhưng mà đây là ý của vợ tôi thì quyết định, thì tôi nói với Phúc
10 phút. Chí Nghĩa cũng tranh thủ làm liền. Đó. Thì hôm nay con cũng thưa với cô Văn và chú Nghĩa là gì? Cái video ngày hôm nay con cũng xin phép gia đình mình cho phép con để được đăng công khai trên cộng đồng nha cô chú nha. Cái video ngày hôm nay là với cái chủ đề anh em xuống đây để đăng một cái đoạn video thông tin để gửi đến quý vị khán giả cũng như là những quý vị khán giả trên kênh mà những hôm qua nay có comment trên kênh là về cái chuyện lình xình gia đình của chú Nghĩa và cô Văn. Đó thì ngày hôm nay á là lúc trưa thì cũng gặp chú Nghĩa rồi, là chú Nghĩa đi là lấy bưởi rồi sau đó uống cà phê và với Nghĩa là sau đó là con mới chạy ra ngồi nói chuyện. Nhưng mà lúc đó có ngồi trò chuyện chú Nghĩa, con không có ghi hình chú Nghĩa tại vì con muốn là chờ cô Văn về để hỏi luôn cả hai cô chú để xem cái câu chuyện. Tại vì ví dụ con hỏi chú Nghĩa một mình chú Nghĩa thì chú Nghĩa đôi khi là mỗi người một hướng một ý kiến, thì lúc đó mất công là con phải chạy tới chạy lui tìm hiểu tiếp theo, nên là con muốn là gặp hai cô chú cùng một lúc để cùng nhau chia sẻ. Và con cũng trước khi con kết thúc video con muốn thưa cô Văn là khi anh em con vừa qua hỗ trợ đám cưới cho cô chú xong rồi là xem giống như là nghĩ là cô chú hạnh phúc thì tụi con mừng, còn ví dụ mà những ngày về sau mà cô chú giữ hạnh phúc được thì tụi con mừng, còn ví dụ mà có vấn đề gì đi nữa thì cái việc đó thì hai cô chú cũng tự giải quyết. Thì anh em con chỉ là cái nhịp cầu nối thôi, và anh em con cũng không phải là cái người mà hối thúc chú hay là bắt buộc phải làm đám cưới. Đám cưới là việc của chú và cô, hai người tự tìm hiểu nhau và tự quyết định nhau. Anh em con giống như là cái người hỗ trợ thôi, thì tinh thần thôi đó, nên đó. Và con cũng thưa chú Nghĩa vậy nè, con nhớ không sai không lầm khoảng 3 ngày nay thôi, buổi sáng khoảng 7:30 chú ghé vào văn phòng con, con hỏi chú hôm nay đi đâu sớm vậy, chú nói là đi về bán. Con hỏi ủa đi đâu về bán, chú nói là mới ở dưới nhà vợ chạy về, tối hôm qua ngủ ở dưới giờ chạy về đi lấy bưởi về bán, đúng không chú? Đúng rồi. Thì con hỏi chú vậy là vợ chồng chú mấy ngày nay mua bán việc mua bán làm sao, chú mới nói là vẫn bình thường. Thì con nghĩ mới cách đây 2-3 ngày thì vợ chồng chú mua bán bình thường thì chắc cũng là hạnh phúc rồi, chứ con không nghĩ là sau khi mà khán giả chia sẻ cái đường link qua mà chú chia sẻ trên kênh những người anh em những chuyện này, giống như những câu chuyện mà vợ chồng lình xình đó, thì con cũng thưa chú á là những đây về từ đây về sau đó là cái câu chuyện của chú và cô đó. Ví dụ là có đến được với nhau, có hạnh phúc với nhau thì con mừng, còn ví dụ mà về vợ chồng giận hờn thì con nghĩ là không có vợ chồng nào mà không tránh khỏi. Và chú có nhớ một điều mà sau khi đám cưới con nói chú một điều gì không? Một điều là con nói chú là chú ơi, bây giờ nếu chú bán với cảm thấy xa cô Văn quá, chú tìm một cái chỗ chú bán đi, chú về chú nói với cô Văn, chú tìm một cái chỗ bán nào mà cho nó thuận tiện, mà ở chỗ nào nó đông dân cư, rồi cô chú mà những ngày chủ nhật mà cô Văn rảnh ra phụ chú đó, thì chú tìm cái chỗ nào mà thuê 2-3 triệu. Con không có tiền, con xin cho chú, con hỗ trợ cho chú cái sạp, nhiều không có, 10-15 triệu có không chú? Đúng không? Con nói chú điều đó không? Sau khi qua đám cưới con hỏi chú một điều là chú ơi chú thuê được chưa? Chú nói đang tìm. Đùng cái hôm qua là con xem cái đoạn video, con chán dán mặt mày luôn. Và hôm nay có mặt cô Văn và chú luôn, con cũng nói gì nè. Khi con hỗ trợ á, ví dụ mà cô chú mà còn vui vẻ, hạnh phúc, lo làm ăn thì con hỗ trợ, con bảo đảm là con nói con hỗ trợ. Còn mà vấn đề mà cô chú lình xình hay là này kia mà chú Nghĩa đó nè, thì cái việc đó con cũng như chưa ông nói chú rồi, là con sẽ rút lại, con không bao giờ con hỗ trợ. Tại vì con hỗ trợ nó phải đúng nơi đúng chỗ thật sự đó. Còn như cái đợt mà thưa chú luôn về cái việc mà cái tiền tiệc cưới tổ chức cho chú đó, như là chú nhờ con đó, thưa chú đó là tiền của con và Nghĩa, con không dám sử dụng một khoản nào của cá nhân nào cả, đó là tiền em con. Lúc đó con hỗ trợ chú á vì con xem chú giống như là ông bà con, chú nói với con một câu cho chú một hạnh phúc cuối đời, con nhớ con mới nói với Nghĩa một câu nè, đồng ý là mùa dịch con là cái người mà từng ăn với chú những bữa cơm mà ở nhà lưu chú của con đó chú, lúc đó chú khó khăn mùa dịch mà, chú có nhớ một điều mà con nói với chú ở nhà lưu chú con một câu gì chú nhớ không? Chú nhớ con nói chú một câu gì không?
Ôi là giờ, tôi mới nhớ là các là chú thà là và tụi con nhịn đói miễn sao là các chú các cô ở đây là no là tôi đồng ý là tôi chấp nhận liền. Đó. Lúc đó con nói chú gì nè, con nói chú cứ an tâm đi, con có thể nhịn cái phần ăn của con để cho chú cứ sống đàng hoàng an tâm đi, là lúc đó con nói trong nhà của con luôn. Và hồi trước giờ chú thấy có bao giờ mà con sai với chú bất cứ chuyện gì không chú? Con không bao giờ hứa sai. Và có thể ngày hôm nay cái video này con sẽ nói có cô. Và chú không biết bữa trước con nói là có vừa cái vụ mà trái cây để mở sạch trái cây là cũng có cô. Ngay sau khi kết thúc tiệc cưới là có cô một đoạn video rồi. Nhưng mà hôm nay thật sự con nói luôn, nếu cái câu chuyện mà chú Nghĩa mà như thế này thì thật sự luôn em sẽ không thể, con sẽ không thể nào hỗ trợ được. Thật sự cái ngày hôm đó thật sự nói luôn, chiều qua đám cưới không biết chú Nghĩa nói với cô, con mang xuống chú 15 triệu, không biết chú Nghĩa có gì nói với cô hay không, nhưng mà con nói với chú nè, đây cái số tiền này con để dành mở dừa cho mở cho chú cái sạp trái cây theo bản nguyện. Sau đó linh sinh gọi cho chú nó luôn, con sẽ không thể hỗ trợ chú được, tại vì giống như cô quan nghĩ đi, nếu mà vậy cô hỗ trợ được không? Không, cô là người vợ đó, cô trả lời giùm con, cô hỗ trợ được không? Dạ. Thì có lẽ là video đến đây thì cũng là khá là dài rồi. Một lần nữa, trước tiên thì giờ con chỉ biết chúc là cô chú sức khỏe bình an. Hay cô chú nha. Dạ. Em cũng xin kính chúc quý khán giả xem video trong và ngoài nước là chúc thân thương, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị xem video, cảm thấy video có ý nghĩa, bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Để anh em có động lực ra nhiều video mới hơn, gửi đến quý vị khán giả thân thương. Quý cô chú anh chị xem video, cũng để lại những cái phần comment động viên chú Nghĩa và cô Văn. Biết đâu những cái comment lời hay, ý đẹp của quý cô chú, chú Nghĩa lại có một cơ hội hạnh phúc. Đó là những gì em chúc và xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo.